Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ cùng với các bạn tìm hiểu cái cảm biến hát ở trong cái động cơ BLDC hay còn gọi là động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu hoặc là thông thường chúng ta gọi là cái động cơ DC không chổi than. Thì đây, đây chính là một cái động cơ BLDC này các bạn này. Đó. Hoặc là ở các cái động cơ của xe đạp điện ấy thì nó cũng là cái dạng động cơ BLDC và chúng ta sẽ có một cái cảm biến đấy, đó là cái cảm biến hát ở trong cái động cơ các bạn mở ra các cái xe đạp điện ấy thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái cảm biến hát này. Thế mục đích của cảm biến hát này để làm gì? Thì trong video này chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu một chút về cái hiệu ứng hát là như thế nào. Thì chúng ta biết được rằng là khi mà chúng ta đặt điện áp ở hai đầu của một cái thanh kim loại thì nó sẽ có một cái dòng electron chạy qua, đúng không ạ? Electron chạy qua. Đó và các cái điện tích âm dương nó sẽ chạy thẳng hàng ra. Thì khi mà chúng ta đặt cái nam châm đó, mà vuông góc với cái thanh kim loại này thì các cái điện tích nó sẽ bị đẩy ra hoặc hút vào tùy theo cái việc là nó có cùng dấu hay ngược dấu với cái đầu nam châm và nó có một hiện tượng xảy ra đó là xuất hiện ở hai cái đầu thanh kim loại này Đấy, một cái điện áp bởi vì cái electron nó bị đẩy ra dạt sang hai bên đó thì nó sẽ xuất hiện một cái hiệu điện thế ở hai bên đó thì đây nó chính là cái hiệu ứng hát đó các bạn nhớ chưa đây là chính là cái hiệu ứng hát nhé đây và trên tay của mình đây là ba cái con cảm biến hát các bạn nha Thì họ đã hàn sẵn mặt cho chúng ta rồi ba con cảm biến hát này thì cái mã này của mình ở đây nó là 3144 này Đó thì các bạn có thể là mua các cái cảm biến hát rời Người ta có bán rời trên thị trường Ở đây thì mình đã hàn sẵn mạch Đấy Thì cái mạch đấu của nó sẽ như sau Nó hết sức đơn giản thôi Đây các bạn nhìn thấy sơ đồ này cảm biến hát thì bao giờ nó cũng sẽ có ba chân đó nó giống như một cái con chan hoặc là con mosfet phép thôi nếu như các bạn có data thì tốt nhất các bạn tra data để xem cách đấu còn thông thường của nó thì cái mặt số này các bạn hướng lên như này đấy đây là cái mặt số nhá các bạn đây đây các bạn để đúng như này thì chân bên tay trái thì thông thường nó sẽ cấp cái điện áp là 5V vào còn chân ở giữa thì bao giờ nó cũng sẽ nối đất đấy còn chân bên tay phải là tín hiệu ra đó thì như lúc nãy mình đã giới thiệu cái cảm biến H là khi mà có nam châm nó vào thì ở đây sẽ xuất hiện một cái hiệu điện thế. Và dựa trên cái hiệu ứng H này thì cái cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cái cảm biến H này nó sẽ như sau. Mình cấp điện áp 5V đấy và âm nguồn vào cảm biến H. Khi mà chúng ta để một cái đầu nam châm gần vào cái cảm biến H này thì lập tức là cái đầu ra và cái đầu âm nguồn nó sẽ được thông với nhau. Nếu như chúng ta mắc một cái tải hoặc một cái bóng đèn từ dương 5V đấy, vào cái đầu ra thì khi mà chúng ta để gần nam châm thì lập tức là đèn sẽ sáng bởi vì cái đầu ra này nó sẽ nối xuống cái đầu âm nguồn thì đấy chính là cái nguyên lý hoạt động của cái cảm biến hát đây mình sẽ test thử cho các bạn xem này cái cảm biến hát này thì họ cũng đấu y như cái sơ đồ này đây các bạn có thể nhìn thấy đây nhá cái dây đen và dây đỏ này dây đỏ là dương nguồn này dương nguồn này đấy, dương nguồn thì nó vào cái chân bên tay trái đúng không ạ còn dây đen là âm nguồn nhá, âm nguồn này. Đấy, âm nguồn thì bao giờ nó vào cái chân giữa này. Còn cái chân bên tay phải này là cái chân da, mình sẽ lấy cái chân da vàng đây. Đây cái chân vàng này nó sẽ ra vào bên tay trái tay phải đây. Ở đây nó có ba cảm biến hát nên là nó sẽ có ba đầu ra, nhưng mà mình chỉ lấy một cái cảm biến hát để mình làm cho các bạn xem thôi. Đầu tiên mình sẽ cấp nguồn 5V vào đỏ và đen. Đây, nguồn 5V của mình nhá. Cấp này. 5V này. Đây các bạn để ý đồng hồ này. Đồng hồ thì một đầu mình sẽ cắm vào dương nguồn còn một đầu đồng hồ mình sẽ cắm ra cái đầu ra này đấy rồi các bạn quan sát trên đồng hồ cái dây vàng này nó sẽ đấu vào cái cảm biến hát này các bạn nhá đây bây giờ mình sẽ dùng cái nam châm này đấy, nó có hai chiều một cái chiều lõm này đấy, và một cái chiều bằng này thì bây giờ mình để cái chiều bằng này vào trước này các bạn xem đồng hồ nha đấy đồng hồ nó vẫn là 1,5V mình để gần rồi rồi nhưng mà nó vẫn 1,5V như vậy là nó chưa được nối thông đấy bây giờ mình đảo chiều này đảo sang cái chiều lõm này các bạn để ý đồng hồ. Đấy, Thấy bạn thấy không? Khi mà để gần vào cái thì lập tức là cái chân đầu ra nó sẽ nối đất và cái điện áp mình đo được thì nó sẽ là lập tức là 5V luôn. Thì như vậy là cái con cảm biến này nó hoạt động rất ok rồi. Đấy, thì đấy là cách cách hoạt động của cảm biến như vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ đấu cái cảm biến này vào trong cái motor này. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy động cơ BLDC đấy. Đây là các cuộn dây của nó này. Đây chính là rotor của nó này. Đó, rotor thì nó có rất nhiều các cái nam châm. Rất nhiều các thanh nam châm này và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem xem nó có đặt cùng chiều hay không. Bây giờ mình sẽ di chuyển đến từng cục nam châm này. Cục này thì không lên này. Đó, dịch chuyển tiếp. Cục này thì lên 5V này. Đó, dịch chuyển tiếp. Cục này không lên này. Cục này lên 5V này. Cục này không lên này. Cục này lên 5V này cục này không lên, cục này lên 5 vôn như vậy rõ ràng các bạn thấy rằng là trong tất cả các cái nam châm này họ sắp xếp xen kẽ giả sử cái cục này đấy, để là cực n thì cái cục này nó sẽ để là cực s đấy và nó cứ thế nó xen kẽ với nhau đây về cái cách gắn cảm biến vào động cơ thì các bạn lưu ý này thì các bạn gắn ba cái mắt cảm biến này nó cố gắng sát nhất cái nam châm của cái rotor để nó cảm biến cái từ trường của nam châm và khi mà các bạn gắn ấy đừng có để những cái cảm biến này hay cái mạch của cái cảm biến này nó bị cọ sát vào cái rotor này và cái keo dính thì các bạn nên dùng những cái keo mà nó chịu nhiệt được dính chắc Đấy, bởi vì trong quá trình mà động cơ nó chạy nó có thể nóng lên nếu như mà nó không chịu nhiệt được là keo nó có thể bung ra còn ở đây mình gắn cho các bạn để mình test thử thì mình chỉ đang gắn là gắn keo nến thôi rồi trước khi mà đấu vào cái bộ điều tốc thì chúng ta sẽ kiểm tra lại cái cảm biến hát của chúng ta một chút nữa bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào này đấy dương nguồn này, 5V nhé các bạn nhé âm nguồn và dây đen này các bạn để ý đồng hồ này mình sẽ cấp từng cái dây cảm biến một đó nó có ba cái mắt cảm biến mà mình sẽ cấp đầu tiên là cái dây vàng trước này đó bây giờ mình sẽ quay thì các bạn để ý đồng hồ này đấy mắt cảm biến nó đang tới cái năm châm này quay này đó lệch này năm rồi 5V rồi 5V lệch này rồi như vậy là dây vàng là ok Tiếp tục mình sẽ sang cái dây xanh lá 5V rồi Lệch này 5V rồi ok Như vậy là dây xanh lá mất cảm biến hoạt động ok Tiếp tục là dây xanh đậm này 5V này không này 5V này 5V này Rồi ok như vậy là cả ba mắt cảm biến đã rất ok rồi rồi bây giờ mình sẽ kết nối cái động cơ với cái bộ điều tốc đa năng này thì về cách kết nối thì các bạn có thể tìm hiểu trên mạng nhé hoặc là các bạn có thể xem lại cái video trước mà mình đã chia sẻ cái bộ điều tốc đa năng này rồi thì các bạn có thể xem lại để biết cách kết nối với động cơ đây là ba cái dây pha từ cái bộ điều tốc đa năng để nó xuất ra tín hiệu điều khiển cái tốc độ của động cơ này nó đánh màu là xanh lá này xanh đậm này vàng này đó, thì tương ứng với đây là cái dây cảm biến hát này đó thì các bạn cũng có thể nhìn thấy này nó có ba dây này xanh lá này xanh đậm này đây, và vàng bây giờ mình sẽ kết nối cái cảm biến hát từ động cơ vào cái bộ điều tốc đa năng nguồn thì mình sẽ cấp là nguồn 40V dây dạ nó hơi là ngoằng một chút kệ thôi mình sẽ dùng cái máy hiện sóng này để mình đo cái tín hiệu giữa tín hiệu từ bộ điều tốc đa năng xuất ra động cơ và tín hiệu cảm biến hát truyền về động cơ thì cái tín hiệu màu vàng là lấy tín hiệu từ cảm biến hát tín hiệu màu xanh là lấy tín hiệu từ cái bộ điều tốc đa năng xuất ra động cơ mình sẽ dùng cái chiếc áp này và mình sẽ tăng tốc động cơ lên Đấy, động cơ bắt đầu quay Đấy, các bạn có thể nhìn trên màn hình nha Đấy, bắt đầu quay dần Đấy, các bạn nhìn thấy chưa khi mà nó đạt đến một cái tốc độ nhất định thì đã có tín hiệu xuất ở đây cái màu xanh này chính là cái tín hiệu mà từ bộ điều tốc đa năng nó xuất ra để điều khiển động cơ đó mình tăng tốc nữa đây này Đấy, các bạn nhìn thấy không cái tín hiệu mà xuất ra điều khiển động cơ nó là một cái tín hiệu hình thang còn cái tín hiệu mà màu vàng này, này chính là cái tín hiệu mà cảm biến hát nó cảm biến cái vị trí của cái rotor À, thông qua cái nam châm vĩnh cửu để nó truyền về cái bộ điều tốc đa năng này từ cái tín hiệu mà truyền về đấy thì cái bộ điều tốc đa năng này nó sẽ nhận biết được cái vị trí của rotor và lập tức là nó sẽ xuất xung tín hiệu ra để điều khiển cái từ trường của cái stator làm sao cho nó đồng bộ với từ trường của nam châm vĩnh cửu của rotor thì đấy là cái mục đích của cảm biến hát là vậy như vậy là cái cảm biến hát mục đích của nó chỉ là xác định được cái vị trí của cái rotor để truyền về cái bộ điều tốc và bộ điều tốc nó sẽ căn cứ vào đấy nó sẽ xuất sung ra làm sao cho cái từ trường ở trong cái stator nó sẽ đồng bộ với cái từ trường của nam châm vĩnh cửu của cái rotor thì khi mà nó xuất đồng bộ như vậy rồi thì chúng ta điều khiển động cơ nó rất nhịp nhàng nhỉ? Đó. và nó sẽ tránh cái trường hợp mà bị vấp hoặc là gằn nếu như các bạn nào mà đi xe điện ấy, khi mà chúng ta gặp phải trường hợp mà cái cảm biến hát nó bị lỗi nó có cái mắt cảm biến hát đấy nó bị lỗi thì xe có thể có cái hiện tượng là giật giật hoặc nếu mà cái xe zin mà cảm biến hát nó bị lỗi là có khi là cũng không chạy được đâu còn nếu như chúng ta gắn cảm biến hát vào thì các bạn là tăng tốc một cách từ từ rất êm ái à, nhẹ nhàng đúng không ạ đấy chính là cái nhiệm vụ của cái cảm biến hát là như vậy đây các bạn có thể nhìn thấy cái cảm biến hát của chúng ta đấy nó sẽ đồng bộ với cái tín hiệu xuất ra này nếu như mà chúng ta chuyển cái đầu đo này sang cái cái màu xanh lá này có nghĩa là nó khác với cái màu xanh đậm này thì bây giờ các bạn sẽ xem nó sẽ bị lệch đi này đó thì các bạn nhìn thấy chưa cái cảm biến hát màu vàng này nó bị lệch pha so với cái cảm biến màu xanh này. Đó, nó sẽ bị lệch này. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái dây màu vàng này. Đó, thì nó lại lệch tiếp này. Đó, nó lệch sang. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Còn đối với cái động cơ đồng bộ 3 pha này thì các bạn nhìn thấy nó sẽ có 3 pha và nó sẽ lệch nhau 120 độ nhá các bạn nhé. Đây, mình sẽ cho các bạn xem này. Đây là mình đang đo tín hiệu ở hai pha, cái máy hiện sóng của mình nó lại không có ba đầu đo nên là chỉ có hai đầu thôi. Thì các bạn nhìn thấy nó sẽ bị lệch nhau này, đó. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Nó đang lệch nhau là 120 độ. Đó. Hoặc là mình chuyển sang cái pha màu vàng cũng vậy thì nó sẽ bị lệch so với pha màu xanh. Đấy. Mỗi một cái tín hiệu một xuất ra ở một pha ấy, thì nó sẽ được điều khiển bằng cái tín hiệu băm xung hay là tín hiệu điều chế xung đấy thì các bạn có thể nhìn thấy đây khi mà chúng ta vặn nhỏ đi này đấy vặn nhỏ đi này thì các bạn sẽ nhìn thấy đấy các bạn nhìn thấy chưa đó nó vẫn là cái tín hiệu hình thang nó xuất ra nhưng mà sung nó bị băm ra, băm nhỏ ra thì dẫn đến là cái điện áp hay là cái hiệu điện thế ở các cái đầu pha này nó sẽ bị giảm đi và tốc độ quay của nó sẽ giảm đi đấy các bạn nhìn thấy không? nó sẽ băm đi còn khi mà vặn to nhất ấy, thì cái sung nó băm lớn nhất thì nó sẽ là một cái hình thang như này còn chúng ta vặn nhỏ đi tốc độ nó giảm đi thì đấy các bạn nhìn thấy sung nó sẽ bị băm nhỏ ra đó băm nhỏ dần mỏ nhỏ dần đấy nhỏ đến mức mà không còn băm được nữa thì tín hiệu nó sẽ về không và nó sẽ dừng động cơ rồi mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn về cái nguyên lý hoạt động của cái cảm biến hát trong một cái động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu hay là động cơ dc không chổi than rồi đúng không ạ Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông, đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video hơn. Cảm ơn các bạn.